hay quá anh em này. Chúng ta sẽ quay trở lại với cặp đấu của ông nội Bơm Tàu sẽ so tài cùng với Tuấn Ní và Khánh Chùa 6666. Màu xanh sẽ gồm có Thiên Vua Bang ông nội và Ngami Bơm Tàu. Còn màu tím chúng ta có Côn Lôn Xét Tuấn Ní và Ngami Kiếm Khánh Chùa. Đây cũng là những chiến đội được trang bị rất tốt ở Hoàng Kim Môn Phái. Trong sàn đấu của chúng ta có Đao Ngự Long và bao tay 3 cấp theo đường đao của ông nội. Với Tuấn Ní chúng ta có mũ lôi khung để tăng thêm tốc độ đánh nội công. Với Khánh Chùa là kiếm vô gian. Còn với Bơm Tàu thì sao? Xem có Ngọc Bội Phong Xương không? Không có em nhé. Nếu như trong đơn đấu tự do của tháng trước, ông nội quá mạnh khi cán đích ở vị trí là 39 trận thắng và chỉ thua có 8 trận thôi. Thì trong mùa này, đội ông nội đã thua tới 3 trận rồi. Dù họ mới chỉ thi đấu trong tổng số trận là 10 mà thôi. Ngọc Trinh thua à? Ngọc Trinh thua đội nào nhỉ? À, hai thằng lỏ là anh em nhỉ? Hai thằng lỏ như là đội của... Ồ, hay quá anh em ơi! Tình huống chém quá hay đến từ... của Khánh Chùa. Rồi, quá tuyệt vời. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Khánh Chùa đã chém cho... À, có Bơm Tàu không bơm được nữa luôn em ơi. Hôm nay đúng thành Bơm Tàu rồi. Từ bơm hàng Việt Nam chất lượng cao, Khánh Chùa đã xé vé Ác Nga Mi của đội đối phương.